Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ quay một video để thông báo cho các bạn biết. Tôi sẽ mở thêm khóa dạy trực tiếp về laptop và PC. Thì hiện tại thì ngày 6 này, ngày 6 tháng 10 năm 2022, tôi sẽ mở lớp buổi sáng và buổi chiều. Đó là hai lớp là sửa laptop và sửa PC ha, sửa main laptop và sửa main PC. Thì hiện tại thì main PC đã có hai bạn đăng ký và laptop thì có hai bạn đăng ký. Thì tôi cần thêm ba vị trí. Tất nhiên là một lớp là chỉ tiêu là số lượng 5 bạn. Hiện tại thì còn ba vị trí cho ba bạn nào muốn đăng ký ha. Thì tình hình thì cũng dạy xong những cái lớp trước rồi. Mấy bạn ấy đã xong khóa, bây giờ còn trống những vị trí mà chúng ta vừa ngồi vừa học và sửa chữa. Thì đây tôi sẽ quay cho các bạn thấy. Về tool, tất cả các chỗ ngồi và tool hàng kho đóng chip nạp gâm vân vân, trong đó gồm có main xác cho chúng ta thực hành và main sóng cho chúng ta sửa chữa. Chúng ta sẽ thực hành 100% trong suốt quá trình chúng ta học ha. Thì lớp laptop cho 2 tháng rưỡi và lớp PC thì 1 tháng. Thì chúng ta sẽ xem thông tin trên kênh và chúng ta cần đăng ký những cái lớp nào mà chúng ta quan tâm ha. Rồi về vị trí thì tôi sẽ cho các bạn thấy như thế này. Rồi, hiện tại thì còn 3 vị trí. Thì những bạn nào mà cần quan tâm thì cứ liên hệ nha. Về thông tin về nội dung và cái chi phí học thì tôi đã đăng lên cái kênh, có thể chúng ta vào đó tham khảo hoặc là liên hệ qua cái Zalo của tôi. Đây là cái số này, để tôi tư vấn cho các bạn chi tiết hơn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại chúng ta nha.